Ngày mai mình sẽ bay gần 2.000 km để setup lại chiếc bẻ ở Tiền Giang. Chuyến bay khởi hành khá sớm nên mình phải chuẩn bị đồ từ tối hôm trước. Vì đây là lần đầu tiên mình đi xa như vậy để setup bẻ cá nên phải chuẩn bị đồ hết sức là kỹ lưỡng. Vì chiếc bẻ đã bị xáo trộn hết trong quá trình vận chuyển lần trước nên lần này mình sẽ phải mang theo thêm một bao phân nền Fluvan, một bao cát trắng Thạch Anh để xử lý những cái phần phân nền và cát bị lẫn lộn. Mình sẽ mang thêm keo hai thành phần để dán lũa và keo dán cây thủy sinh để dán rêu. Ok, như vậy là mình đã xong công tác chuẩn bị cho phần hành lý ký gửi. Có 4 món đồ mà nặng thấy mồ mọi người ạ. Chỗ này chắc cũng phải hơn 20 kg rồi. Tiếp theo là mình sẽ nhặt thêm một chút cây thủy sinh. Sau 10 ngày vận chuyển và tính đến thời điểm này cũng được nửa tháng rồi, chắc anh chủ cũng chẳng giữ lại rêu cho mình đâu. Cứ mang nhiều loại cây đi tránh trường hợp setup lại xong chiếc bẻ lại không có cây gắn vào. Mình có nhặt thêm dương xỉ và một vài loại cây cắt cắm. Thấy chiếc bẻ này liễu răng cưa phát triển khá tốt nên mình có ngặt thêm vài ngọn nữa để điểm vào bố cục. Đống cây này thì mình sẽ cho vào ba lô hành lý xách tay để tránh trường hợp cây bị dập nát. Hành lý xách tay thì mình mang theo đúng 2 bộ quần áo thôi nên là còn rất nhiều chỗ trống để nhét cây vào. 3:44 sáng thì mình bắt đầu lên taxi để ra sân bay. Sau gần 1 tiếng di chuyển thì mình cũng đã đến sân bay để bắt đầu làm thủ tục. Chuyến bay của mình thì gần 6 giờ mới cất cánh, tuy vậy thì mình cứ ra sớm trước như vậy để chuẩn bị những thủ tục cần thiết. Cũng gần 2 năm rồi mình mới được đi máy bay trở lại. Bây giờ làm thủ tục đi máy bay đơn giản và nhanh gọn như đi xe buýt vậy mọi người ạ. Chỗ ghế mình ngồi thì ngay cạnh cửa kính luôn, tha hồ mà ngắm cảnh nha. Nhưng dự kiến chuyến bay kéo dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nên khả năng mình sẽ đi ngủ thôi. Ngủ một giấc đến sân bay Cần Thơ thì cũng đã 8:18. Mình bắt taxi ra bến xe Cần Thơ và sau đó đi xe Phương Trang để về Tiền Giang. Xuống ngã ba An Thái Trung mình đi thêm một tuyến xe buýt nữa là về tận cổng nhà anh gia chủ luôn. Và đây là chiếc bẻ mình cần xử lý ngày hôm nay, chắc anh vẫn vứt đây từ hôm nhận hàng. Nằm đắp chiếu bụi phủ còn thấy rõ luôn này. Nào cùng kiểm tra tình trạng em nó sau nửa tháng không gặp mặt nha. Ta-ra, một mớ hỗn độn đá và cát anh em ạ. Ô, ở đây anh có nuôi một hồ cá 7 màu nè. Cá đẻ rất là nhiều. Thôi mình phải bắt tay tập trung vào công việc chính ngay. Đầu tiên mình phải nhấc hết sạch đá ra để rửa sạch, sau đó là làm sạch bề mặt bể và cát. Xả nước vào để rửa bể mà nước cứ đen ngòm anh em ạ. Phải hút ra không biết bao nhiêu lần. 10:30 mình đặt chân đến nhà anh là mình nhảy vô làm luôn. Thật sự là sửa lại như thế này còn mất thời gian hơn rất là nhiều so với chúng ta setup một chiếc bể mới. Rửa đá sạch sẽ và phần nền cũng tương đối sạch rồi thì mình bắt đầu xếp hình. Vấn đề là bây giờ làm sao có thể xếp lại được một chiếc hình bể như cũ đây. Mang tiếng là chính tay mình làm ra chiếc bể này, tuy vậy thì bây giờ xếp lại cũng rất là khó khăn. Còn em mà không xếp lại được thì đúng là tới công chuyện luôn á. Loay hoay một hồi đến gần 12:30 vẫn chưa ra hình thù gì nên anh quyết định rủ mình đi ăn. Lần đầu tiên được ăn cơm miền Tây mọi người ạ, cũng khá là hợp khẩu vị. Ăn xong về là mình lại tiếp tục vào công việc luôn. Thôi nghĩ bụng bây giờ đừng cố gắng sao chép lại hình mẫu bể cũ làm cái gì cả. Cố gắng sắp xếp sao cho vừa mắt mình vừa mắt anh gia chủ là ok. Sau khoảng gần 3 tiếng thì mình cũng đã hoàn thành xong chiếc bể này. Bây giờ là lau dọn sạch sẽ và chuẩn bị chuyển vào trong nhà thôi. Nhờ 8 thanh niên cao to lực lưỡng bê chiếc bể mà có vẻ vẫn rất là nặng anh em ạ. Chuẩn bị xong chiếc bể rồi thì bây giờ là đến quá trình vào nước. Chả hiểu sao nước ở chỗ anh bơm rất là nhỏ. Mọi người có thể nhìn đồng hồ là sẽ thấy mình vệ sinh cát, lắp xong phụ kiện và đi ngủ một giấc mà nước vẫn chưa đầy anh em ạ. Ok, bây giờ là gần 11 giờ và cuối cùng chiếc bể cũng đã hoàn thành. Sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ về chiếc bể này thì hôm nay mình cũng đã có thể ngủ ngon được rồi. Xử lý xong chiếc bể ở Tiền Giang thì ngày hôm sau mình đi xuống Bến Tre. Theo lời mời của thằng cu em cũng quen mình qua kênh YouTube và TikTok. Chả là khoảng 3 tháng trước thì thằng cu em này có đặt mua của mình 40 kg đá vỉa. Xa vậy mà nó vẫn chịu chơi đá của mình là thấy cái độ nghiện ngập của thằng cu em này đến mức nào rồi. Xuống đến Bến Tre thì thằng cu em có mời mình đi ăn phở. Tuy vậy thì phở ở đây nó lạ lắm anh em ạ. Khác hoàn toàn miền Bắc luôn đấy. Ăn xong thì về tham quan đại bản doanh của thằng cu em nó nào. Đúng như trong tưởng tượng của mình, mấy ông nghiện chơi cá thì không có vài hồ kính thì cũng sẽ có vài thùng xốp ở bên ngoài nhà như thế này. Ok, cùng vào nhà xem chiếc bể của bạn ấy nha. Ngoài chiếc bể thủy sinh thì bạn ấy còn chơi thêm một bể cá lóc bên dưới cho đỡ nghỉ. Giờ mới là tới công chuyện nè. Đá mình lựa cho đẹp như thế mà nó setup cái bể ối rồi ôi thế này à. Thế thì anh lật luôn cho em đi. Ok, lật luôn. Bể của bạn ấy có cá tép cũng sống khá là ổn định rồi. Tuy vậy thì mình vẫn sẽ có cách lật bể để sao cho những cái đàn cá tép này không bị ảnh hưởng gì. Xong chiếc bể bên Tiền Giang thì được anh tặng khá là nhiều trái cây, mình mang sang bên này chia bớt cho thằng cu em này luôn. Kèm theo đó là cũng thừa một chút phân nền và cát, dành tặng hết cho em nó luôn chứ mang về chỉ cho mắc mệt. Cũng theo dõi quá trình mình lật chiếc bể này nha. Mình sẽ giữ lại một lượng nước cũ của chiếc bể này để tránh trường hợp cá tép bị sóc nước sau khi setup lại bể. Nhưng hết lớp cỏ nền lên một cách rất nhẹ nhàng để một lát nữa tận dụng lại. Cuối cùng là vớt hết những con cá tép còn sót lại. Và bây giờ mọi người cùng theo dõi mình setup lại chiếc bể này nha. Chả hiểu búa kiểu gì gõ vài cái đã gãy cả búa rồi. Hay là do đá của mình cứng quá nhỉ. Nhưng do không còn cái búa nào khác nên mình vẫn phải dùng búa gãy để đập. Ê, thế mà dùng búa gãy đập cái lại vỡ luôn anh em ạ. Ảo thật đấy. Định hình xong một cái bố cục thì mình bắt đầu vào nước. Như mọi người có thể thấy là sau khi lật bể thì bơm nước một vài lần đầu sẽ rất là đục. Chúng ta cứ lau dọn sạch bề mặt kính và hút nước đi vài lần thấm sạch nước như thế này thì nước sẽ trong trở lại ngay. Đổ thêm phân nền rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng thêm cát để tạo thành con đường cho chiếc bể, giúp cho bố cục của chúng ta có chiều sâu hơn. Xếp thêm một chút đá nhỏ ở xung quanh con đường để tạo sự tự nhiên. Và bây giờ là đắp lại phần cỏ nền mình có lột ra từ lúc đầu. Đây là nền rêu mini fit nha mọi người. Do bạn đấy chơi không có CO2 nên là nền rêu hơi đen một xíu, nếu không muốn nói là đen ngòm. Tuy vậy thì sau khi lật xong chiếc bể này, hy vọng thằng cu em sẽ chăm nó xanh trở lại. Bây giờ là đến công cuộc vào nước thôi.
Do lúc lật bè có thừa một chút lệ nhi và một chút lan án xanh nên mình sẽ sử dụng để cắm phía hậu cảnh của chiếc bè này luôn. Bên tay trái thì mình sẽ cắm lệ nhi và bên tay phải mình sẽ cắm lan án xanh. Nói chung là bè cũ của thằng cu em có gì thì mình sẽ tận dụng cắm lại hết vào chiếc bè này. Sau đó là đổ nước cũ của bè cá trước khi làm lại và ngâm cả thau cá tép vào bè như thế này, chạy lọc cho nước ổn định. Một lúc sau mới thả cá tép ra. Làm xong thì thằng cu em đưa mình đi ăn trưa. Rút kinh nghiệm lần này phải bảo thằng em đưa mình đi ăn món gì mặn mặn một chút chứ không ăn món ngọt nữa đâu nha. Thế là mình đi ăn món cơm chiên cá mặn, khá là hợp khẩu vị nên mình chén hết cả đĩa luôn. Ăn uống xong xuôi thì thằng cu em có đưa mình đi lượn một vòng quanh thành phố Bến Tre, tham quan một cái số điểm vui chơi, kèm theo đó là cũng ghé thăm một vài cái cửa tiệm thủy sinh ở trên thành phố. Về đến nhà thì cũng là lúc thả cá tép ra, cá tép thì cũng rất là khỏe. Theo dõi một lúc không thấy có gì bất thường là ok rồi đấy. Đến tối thì mình được dì chiêu đãi món cháo gà siêu ngon, món này mình chưa được ăn bao giờ luôn. Ăn uống xong xuôi thằng cu em này lại ra ngồi ôm cái bể cá ngay được. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của nó thì mình cũng cảm thấy vui rồi. Lại còn bày đặt đưa tiền công thế là bị mình mắng cho te tua luôn. Sáng hôm sau thì thằng cu em đưa mình ra bến xe để bắt xe trở về Tiền Giang. Mến chào con người Bến Tre thân thiện, hẹn gặp lại Bến Tre trong một ngày gần nhất. Trong công chuyện ở Bến Tre thì mình lại dòng về Tiền Giang. Ây da, mới vô đây có 2 hôm mà sao giọng lớn hết vậy trời. Nán lại vài bữa nữa chắc mình quên tiếng mẹ đẻ luôn á. Nhớ lại ngày xưa hồi còn nhỏ nhỏ nghiền phim đất phương Nam lắm luôn. Hồi đó mơ ước được một lần vào đến miền Tây sông nước, ngắm những dạng dừa, những con kênh và những cái cầu tre nhỏ nhỏ. Giờ thì mơ ước cũng đã trở thành hiện thực rồi, nhưng sao chả thấy cái cầu tre nào vậy ta? Toàn cầu bê tông không à? Chả là ngày hôm nay mình có hẹn với một thằng cu em cũng ở ngoài Bắc. Nó vô trong này để phối hợp với mấy anh em miền Tây làm cái trại cá để cung cấp cá ra thị trường miền Bắc. Vô đây thấy ấn tượng ngay với mấy con cá lóc trắng này. Chẳng biết nó được gọi tên là gì nữa. Con bên trên này là cá lóc mây xanh này. Cùng mình tham quan một lượt xem trại cá ở đây có những cá gì nha. Đây là cá sọc ngựa xanh và sọc ngựa vàng. Còn đây là cá mún nè. Còn đây là cá sọc ngựa cam. Ra khu vực bên ngoài này thì có rất là nhiều hồ chứa luôn. Tuy vậy thì như thằng cô em giới thiệu thì trại ngoài này chủ yếu là dòng cá cỏ. Tham quan xong ở đây thì nó dắt vô trại bên trong kia sẽ có nhiều loại cá độc lạ hơn. Đây là cá bảy màu coi đen sót nè. Nói chung là có vô số các loại cá phổ thông ở trại ngoài này. Tuy vậy thì mình chỉ cập nhật một số loại thôi. Ở đây còn có mấy con cá chê trắng nhìn khá lạ mắt nữa anh em ạ. Tiếp tục theo chân thằng cô em vào trại bên trong này. Vô đây mới cảm nhận rõ được những cái cảnh quan của miền Tây sông nước này mọi người. Từ đường đi cho đến những rặng dừa, những ngôi nhà, những con kênh nho nhỏ đan xen suốt trong quá trình di chuyển. Rồi tới công chuyện này. Đây là con cá ping pong hay còn gọi là con cá bóng bàn nha mọi người. Mình thì thấy loại này rất là nhiều rồi, tuy vậy thì với cái kích thước to như thế này thì đây là lần đầu tiên á. Còn rất là nhiều loại cá nữa ở trại trong này, tuy vậy vì một vài thông tin bảo mật nên mình không được phép tiết lộ. Còn đoàn ăn nhậu với mấy anh em ở trong này thì mình cũng xin phép là không ghi hình, vì thực tế là mình đâu có biết nhậu đâu. Ăn cho lẻ rồi ở trong giường nghỉ ngơi đến chiều bắt xe ra sân bay. Chuyến bay của mình bắt đầu khởi hành lúc 8 rưỡi tối, tuy vậy thì hơn 4 giờ thì mình đã bắt xe lên Cần Thơ rồi. Dọc quãng đường di chuyển từ Tiền Giang lên Cần Thơ thì mưa khá là to. May quá là đến thành phố Cần Thơ trời đã không còn mưa nữa. Bắt xe ôm di chuyển ra sân bay ngắm thành phố Cần Thơ về buổi chiều khá là đẹp anh em ạ. Tuy vậy thì có một điều khiến mình khá là lo nha. Chiều cường lên ngập hết cả đường luôn á anh em ạ. Thấy anh xe ông bảo như thế này vẫn còn là ít đó. Nhiều hôm chiều cường lên cao ngập nửa bánh xe luôn. Người dân thì tháo giày tháo dép bị bõm lội vô nhà trông thấy cực. Mình di chuyển đến sân bay là cũng gần 6 giờ rồi. Vô sân bay thấy vắng hoe luôn á. Chắc mình là một trong số những người đến sớm nhất ngày hôm nay. Vẫn sớm như thế này thì phải làm gì cho đến giờ bay đây? Ngồi edit video chứ còn làm gì nữa. Mò ra chỗ này yên tĩnh có một hàng ghế nè. Ngồi trong này edit video TikTok thì lồng tiếng thoải mái luôn, không lo bị ồn. Đã thế thì ở khu vực này lại còn có 2 cái ổ điện. Quá hợp để mình cắm sạc luôn. Đây vẫn là cách mình tạo ra một video TikTok. Đang chuẩn bị edit video thì lại phát hiện ra tiếng gì ồn lắm anh em ạ. Ngó ra ngoài này thì mới biết là ối rồi ôi, mưa đang rất là to. Tự nhiên cảm thấy số mình hên thật sự. Đi xe ôm muộn vài phút nữa thôi chắc ướt như chuột lột á. Nói mới nhớ ánh xe ôm chạy ngược về Cần Thơ không biết có bị ướt không ta. Hy vọng anh ấy có áo mưa. Edit xong video làm bè ở Bến Tre xong thì cũng là lúc mình làm thủ tục để ra sân bay trở về Hà Nội. Về đến nhà thì cũng hơn 12 giờ đêm rồi. Sau 3 ngày không gặp thì không biết những chiếc bè ở nhà có ổn không ta. Hơn 12 giờ tuy vậy vẫn phải cố lượn một vòng xung quanh showroom để kiểm tra các bè xem có tình trạng gì bất thường không. Có vẻ mọi thứ vẫn ok anh em ạ. Như vậy là hành trình setup bể gần 2000 km của mình đã kết thúc khá là tốt đẹp. Giờ là lúc yên tâm lên giường ngủ ngon rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhá. Bye bye.